Nhật, có Nhật đúng không? Rồi. Chà, mới toàn thôi các bạn. Có nhu cầu cuốn này kia đó à, cứ alo cho anh. Mấy giờ mấy chữ đó đó. Dạ. Ừ. Vũ mến chào các bạn. Hiện tại mình đang ở Trung Mít để mình quay con kho 4.000 này cuốn đậu phộng da đậu phộng nha các bạn. Thùng này mình thấy thùng mới luôn nè. Thùng này bữa anh Lợi ở chơi chạy giết mày 165 các bạn. Anh nói 100 triệu. Ủa anh, cái thùng này thùng mới mua luôn hả? Thùng mới luôn à. À, nó 100 triệu anh. Ờ 100 triệu á. Nó là của Chị ta. Hả? Chị ta Nhật. Nhật, của Nhật đúng không? Rồi. Chà. Giờ sao hai gò hả? Không cuốn được hả? Điện kêu chủ nhà vô coi sao chứ giờ sao cuốn. Dạ. Nên tắp luôn gì hai ba luồng xong vậy sao cuốn cuốn. Gỡ sao là 15.536 các bạn. Cuốn thì được. 15.536. Đây là cái thùng cuốn. Thùng cuốn này anh nó của Nhật. Gà làng. Còn mới toàn thôi các bạn. Cái anh, ủa anh chuyên đi cuốn cái này với cuốn rơm luôn phải không? Đúng rồi. Cuốn à. Này về cuốn cái đậu với cuốn rơm. Có gì hồi anh cho em số điện thoại ha. À. Có gì anh về anh ghim lên màn hình đó. Ừ. Anh em nào có nhu cầu cuốn này kia đó cứ alo cho anh. Ừ. Xe này là mình chạy cuốn rơm lâu cho anh. Được mấy lấy hai vụ à? Lấy hai vụ hả? Ừ. Vậy là anh lấy cái đầu này không nhiêu? Hồi đó lấy cái đầu lâu rồi, lấy đầu hồi đó là cái đầu này hồi đó lấy 101 là Trăm mốt luôn hả? à. Giờ đi đi cổng á, đi cổng giờ tháo dàn cổng ra mua cái thùng mà đi cái cuốn. Dạ. Ừ. Cuốn cảm thấy nó nhẹ hơn nhiều Khỏe hơn đi cổng nhiều. ha. Dạ. Ừ. Cổng là đi chở 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 Kiểu lúa hả? như bò đậu bò lúa À, bò gắn nè. trước gắn sau bò mà. À. Thôi này T6 luôn hả? T6 luôn. Máy này là mình còn nguyên không anh? Nguyên zin phải không? Rồi nguyên riêng luôn. Dạ. Ừ. Xe còn anh xài kỹ, xe còn đẹp quá. Rồi. Giờ đợi không? Đợi chủ vô hả? Đợi cho coi sao tình hình coi sao chứ vậy cuốn nó kén đậu đó con ta. Dạ. Cuốn thì được á, mình sẵn kén đậu. Dạ. Tại mình đúng ra cái này phải quăng từ clip các bạn. Đúng rồi, Quăng cái này quăng từ clip rồi quăng clip từ ạ. clip. Ừ. Cho nó chạy từ 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 clip cuốn mà này già hai clip Hai clip này khó cuốn. hai clip mình chạy bên nó cuốn ở đây thì cái bánh nó cán bên kia Đúng rồi. nó cán Cán nhiều rồi khi hư dây đậu của ta có cán thể khi hư sửa dây được đậu rồi cũng lá đâu á nên chủ ngay ta đại chủ ra chứ này là dắt dắt cái này là vừa cuốn ngon lắm dạ cuốn là dẻo nó còn dẻo giờ cuốn là ok luôn dạ cái chữ này là cái chữ 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 này chữ Trung Quốc hay chữ Nhật không là nó mình mua nó có sẵn luôn hả mua có sẵn đó hồi đó mua là có sẵn luôn giờ tôi có biết chữ này chữ Trung Quốc hay chữ à, Nhật nó thường thường là xe này là xe của Mỹ phải không rồi chắc nó nhập về ừ. Nhật hay là gì đó rồi nó mới có mấy chữ này ha Ở nhà chắc, anh thấy giống mấy dòng gì mép đó rồi mà em nó cũng cũng có có dòng có chữ có dòng không có chữ ghi mấy mấy chữ đó đó dạ ừ. Đây là xe của anh Lợi nha các bạn. Ảnh cũng chuyên đi cuốn đậu da đậu phộng với cuốn rơm nè. Và anh Lợi về cho em số điện thoại đi. Anh đọc luôn đi. 0973 0973 742 742 143. 143. Ừ. Rồi đó là số điện thoại của anh Lợi nha các bạn. À, anh em là giờ vô mùa sắp tới là vô mùa lúa rồi đó. Anh em nào có cuốn rơm á thì alo cho ảnh ha. Rồi muốn biết giá cả gì đó rồi điện thoại nói chuyện đi với ảnh. Đây nè, cho anh biết mặt cái đi. Đó, đây là anh Lợi. Đó. Ủa anh nhà mà Anh anh mình buôn ạ. anh tên buôn chứ qua đây lại À? Anh buôn vừa anh à. Lợi anh kia. Ừ. Ủa anh buôn là nhà ở Trung Mít mình luôn hả? Nhà dưới bộ đồng là Bồ Đồng ha. à. Dạ. Bồ Đồng là gần tới ngã ba chưa? Ngày ngã ba ra sân Công Lý đó ngã ba Bồ Đồng á Dạ, gần đó ha. ừ. Cái mùi này làm mình chế thêm lại Chỉ thêm là ha. Dạ.
Xe anh xài rất kỹ các bạn. Ủa anh, cái thùng này mình mua lâu chưa? Mấy vụ rồi, ví dụ này là mấy hai vụ à? À, vụ này là hai vụ. À. Nhưng mà cái vụ đậu này mình chạy ít mà. À, chạy lúa mới nhiều không? Đúng rồi. Giờ chạy hết hết đậu này quanh la về về dưới nhà chứ bắt đầu chạy rôm. Dạ, chạy rôm. Chạy rôm bắt đầu mới nhiều đó. Chạy rôm mới nhiều. Dạ. Anh nghe nè. Cô không được à, lại khỏi cô không? Sao về hả? Mới chứ về sao cuốn? Ừ. Rồi có quay không, cuốn thử cho con hay con thôi, thôi 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 thôi. Hả? Không cần đâu. Không cần. Ừ, tại vì cuốn con hay con mất công. Chủ yếu là quay chứ mấy cài thôi. Quay mấy cài. Dạ. Thử cho con hay con cho quay chứ như này cuốn hay vậy người ta. Dạ thôi. Cái này là dây nó nằm cái này các bạn, nó nằm 2 clip cái này nè. Nên nó là cuốn vậy là bánh cái nó sẽ nhấn bên đây hư dây đầu. Ừ. Nó là thôi về để chủ đất xử lý lại sau rồi cuốn sau. Bữa cái anh lại đó là anh mua chiếc đó với cái thùng không cũng 200 mấy. Đúng rồi. Cái chiếc anh mua ông là lại với tôi là mua trong hãng nè. À, tôi mua cái thùng, cái thùng là trong hãng ha. Ừ. Còn cái đầu thì anh có mua cái đầu không, hết 150 mấy triệu rồi. Ừ. Tại vì tôi mua trước cái đầu dẫn ông đi mua sau. Dạ. Anh cũng mới chạy mùa này mà. Đúng rồi. Dạ. Rồi thôi dính về đi. Rồi rồi rồi. Dạ. Dạ đầu ra quay quay đầu ra về. Là mất công quá. Mất công. Anh đó là chở rơm bên đây gì, không chở rơm bên đây. Ừ. À, xe đó sẽ chở rơm đám này cũng khoảng chắc cả 3 công quá, 3-4 công gì quá, 4 công đã ta, 4 công hả? Ừ. Đây. Tắp quấn được hả? Tắp vậy quấn cán cái đầu sao đây ca, ta tắp gọn gọn lại cán nhẹp xuống quấn quấn được hả? Ừ. Đây nè các bạn, đây đám đậu nha các bạn, nhìn tốt ghê luôn ha. Đám này chắc cũng vài ngày nữa là các cũng nhổ luôn các bạn. Đó, đám này người ta còn lấy nước chưa, còn ướt nè, đá còn ướt nè. Đá còn ướt phải còn mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa đầu mấy mấy nhổ. Uống sẵn cán á, cả mẹ kêu quơ thử luôn coi. Để quơ thử được uống để xong rượu à, hơn là chủ la phải không? Bây giờ kêu thử thử phải không? Đó, giờ đi chạy thử luôn nha các bạn. Chạy thử coi nó có đạp, nó có cán bên đây nhiều không. Cán nhiều chứ ổng này ổng độ không dứt, dứt người ta dứt vậy là hồi cưng cưng trả luôn ha. Đó, mở dây ra. Dây lại. Cũng thử các bạn, cũng thử vài cuộn thử nha. Thôi nó đậu nó cán lên nó hư dây như thế nào không. Nó không hư rút luôn.
ơi, cái nào chú ẩm lên lên giúp lại. Ủa anh sao nghe nói cùng giờ chú tới 120 triệu luôn mà anh. Giờ luôn rẻ rồi. Rẻ không? Giờ là cuốn luôn không? Nguyên cục nhiều quá. Quá nhiều đúng không? Cái này là mau đầy cuộn chứ. Mau đầy cuộn ha. Nếu các bạn nhìn đóng 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 cái này nè. Rất là mau. Cái này chạy chạy rất chậm. Máy còn rất yên đó các bạn. Máy còn xuống ngay 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 lần đó luôn. Xuống bên đây luôn quá, xuống hàng bên đây luôn. Quá bụi. Giờ này gần 11 giờ trưa nha các bạn. Cái này nó kẹt cái là dây nó dễ nó đứt liền phải không? À. Đây là cuốn dây đầu là 7.000 nha các bạn, còn là cuốn cuốn rơm là 6.000. Rồi giờ mình cũng kết thúc video nha các bạn, video cũng dài rồi. Có nào thấy con Thoa 4.000 này cuốn rơm mình quay cho các bạn xem. Xe này thì anh mua cũng lâu rồi, cái đầu này anh mua lâu rồi. Thì giá hồi đó, thời đó là tới 101 rồi. Chắc hồi đó xe này mà anh mua đẹp lắm. Tại vì tới bây giờ mà mấy năm nay mà giờ nó vẫn còn đẹp. Còn cái thùng rơm, cái thùng cuốn thì mua này nó mới có mùa 2 à. Nên nó còn rất mới nữa các bạn.
vậy mình cũng kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. À, bụi quá. Bye bye các bạn nha.